Là thiệt đó, nhận xe cho em gửi cho anh nha. Đây ghế ưu tiên nghe Thiện ơi, ghế ưu tiên. Cái này là lên ghế ưu tiên luôn nha. Đây 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 nè, đây là ghế đặc biệt luôn nha. Đây đây đây. Đây, đây vận chuyển cho anh là lên ghế ưu tiên đặc biệt luôn á. Anh không? Lên ghế đặc biệt luôn nè. Đây là lên ghế đặc biệt luôn nha. Rồi anh đón nhận hàng nha anh Thiệt ơi. Một ghế ưu tiên luôn á. Dạ, dạ có số người nhận luôn á, có địa chỉ luôn á. Đó anh, số 33. Em có. Bây giờ anh qua nhận rồi. Bây giờ ảnh nãy anh nói là như gần tới chảnh đó là như mấy giờ là cắt tiếng rồi điện ảnh. Lúc nãy nhận liền luôn không? Ngay chỗ nào, ngay xuống ngay chỗ cầu nào á. Anh cứ lấy tiền ra để trả. Bây giờ anh điện anh hỏi nhận chỗ nào đi. Anh điện số ảnh đi. Anh điện á. Giống hồi ngày hôm qua. Rồi được rồi, thôi được rồi. À, nhà mình ở kế bánh xe luôn ha. Giờ mình đang gửi chồng về thành phố Thủ Đức. Ở đây 5 chiếc, ở trên kia 5 chiếc nữa là chiếc mê là 10 chiếc là mạng của nhà này. Giờ chiếc xe đó, chỗ trả hoài. Rồi. Nó nhiều lắm. Thôi đây, chúc mừng nhiều nha.